Bát Hải Đồng Tình con Đức Vua Cha. Bát Hải Đồng Tình. Đào tiên quan điều thất ni, anh linh nghĩ khác thường. Ra người phục là con cua thứ hai, quan lớn chiều tường nghỉ. Đời lê thái tổ quạt tay trong chiều. Ra người cùng đền rồng hôm mai, thánh bà đệ nhất vui vẻ. Đền rồng ngày chơi phủ tía, lầu hồng nghỉ bao giờ. Người cùng tiên thánh thượng ngàn dâng văn ni, chiều bà đệ nhị trên thượng ngàn đông cuồng tuần quan đi dáng đàn để chân đây ra về cùng thánh thoại thiêng thay để tam châu thoại phủ thiêng thay hành vân gia vũ làm dày gió mưa ra về cùng an thái xá danh quý hương nghi có châu đệ tứ đức danh soi truyền người cùng non xứ làng sơn lâm hùng vĩ đền suối lần cảnh chi phong quang thành ra người cùng về ngã chín tư Bắc Giang về ngã chín tư lục cung hiển thanh có bốn chữ để châu phê sơn đến nơi này đến châu lục khói hương ngạt ra người cùng lạc đác sao xa cứ nửa đêm mi lạc đác sao xa thịnh mời châu bảy đất na từ ra người cùng đại tướng Đông Nhung nghi bát nạt mi đại tướng Đông Nhung nghi bao phen lừng lẫy chiến công nghi kiên cường ra người cùng chín mươi chín suối bao xa con thịnh mời châu cửu thanh hoa ngự về ra người cùng ghi chép sử sanh nghi Việt Nam ghi chép sử sanh chi lăng đồng mỏ đổi danh nghề tướng tài Trưng Triệu không sai vốn dòng nghề Trưng Triệu không sai đánh giặc cứu nước đầu kém trai anh hùng người cùng Bắc Lệ bao xa có ai đi Bắc Lệ bao xa ai về chiêm bái phải qua đền Châu Châu Độc Tiên
vườn để ru con trên ngàn dầu dĩ thú sơn lâm cảnh đẹp tự nhiên một màu gió mát trăng thanh đến đông đức đại tối linh
điên quang cảnh chi hiệu tình. Cây xanh nghi trồng mắt vong đào, mò than trồng ngự thấp cao từng từng. Cành núi rừng đeo heo gió thu lộng tùng, hoa cỏ tốt như tươi, mình đường xuôi lượn quanh nơi đường. Chơi ta bằng nghề Bắc Thái, tỉnh Hà Giang, đồi núi bao la, Lai Châu suy rút chợ bờ. Xuân sang tâm khách hoa đào, ai đi lê mẫu chân làng sơn Bắc lệ ngàn. Thank you.
từ con để dâng lên, trở về thấu đời chép biên đi rõ ràng, thế cho đề đời bình an. Ý công non châu quê dư trăm, nón thiêng hài sao lùa đầm mì vẫn ăn, hiện đại nhất quê làm tầm. Phật thánh sau trình nghề búa cha, trình ngừng lên thanh bóng tạo tòa, ý nghĩ à ưa. Trình lên thanh bóng tạo tòa, người đồng quan lớn trình tòa dân cha, trình ngừng lên tư dâng câu non châu quê dư trăm, nón chiên hài xào lùa tầm vân khăn đi, tiền đại nhất quê nam tầm vẫn du cơi gió bầu chim ngự về. Câu trình tình thương cộng hòa, ý nghĩa là đi tới đâu cỏ đỏ hoa trao, trở về bách điều sớm chiều ta vắng tay tay khơi bạc rừng vàng, ban cho trăm họ được giàu sang đời đời, ban cho các người đời đời giàu sang. Cho càng nhiều, ban cho đồng già đồng sang nhiều, ý nghĩa là giá người tiên nữ hôm nay về vui ngồi bàn đền đấy. Giang người điện tử hôm nay về bàn đền đấy. Chân trâu đi lại như đôi lắm luôn.
đền thờ sâu bé trên ngàn, có con đi suối nhỏ vắt đi ngang sườn đồi, đàn cá lội đùa bơi mê dê sóng, nước long lanh nghe bóng trăng ru, ngàn thông vang tiếng hát ru. Gió nam thoảng hương bay ngào ngạt đi, ác bóng tà đã gác đi non tay. Mặt nước vơi đầy trăng nghìn, mặt nước vơi đầy cổ tích nghi nhớ xưa nay đi con chim. Quan hoàng bày chân miền đi Bắc nghi địa, hợp binh hùng lục thủy nghi thao giang, quân cơ mưu lược luận bàn, doanh chung nghi thường nghi có hài hòa thì vào ra. Quan hoàng bình nghi bảo hà chính vị, anh hùng xưa đã ra người nghỉ cung tiên. Quang
diệu quang minh chứng đạo duyên la thích tăng cung giảng kim phụng hoàng thân bần thánh chúa điện cùng vương. Mẫu đơn cùng chào liên đỉnh
khi thanh nhàn quan hoàng bảy hiến vui. Bà trẻ khuyên mời thanh hương cùng trà mê vị, anh mấy ngọt bùi đủ kia chân. A à, chân a à, chân ngọt bùi kỳ chân. Chân phàm hồ dễ có mấy ai hay, tang bồng hồ thì hẹn ngày vĩnh. Ông bảy là con vua thượng đế đức vô cha, giáng tài sơn lâm chấn bảo hà. Diện mạo hương hào bảy đẹp tươi tốt khác nào hoa. Tuyết trắng 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 hoa
hoa thơm gió mát, mượn cũng đàn câu hát diễn hồn thoang thoảng không gian, như hương đưa như khói tỏ mây tan, chỉ bay bồng tấm thân phàm, hoàng đâu nghỉ tới. Không rơi phút mơ màng chốn ấy bồng lai, cảnh u nhàn tùng tịch mịch dấu chân người, kể xiết nâng chén rượu ngồi câu thơ cổ, tưởng chân hồn lý đô vần đâu đây, quan hoàng bày nhắn ai lên đất đi nghi nghi a hà bảo hà trên đền bảo hà nếm mùi phong nguyệt đi nghi nghi a đó là điện cảnh thân tiên sáng cảnh nghỉ tiên bảo có cùng cây đua chén hoa mai thì a ngân tần ngân ô minh ngân tần ngân hoa đào năm ngoái a mười phần đi xa còn kém xa sẵn ô sẵn ô liêu phà xa còn kém xa mười phần ô xa còn kém xa mười phần cô dâng
trà. Dâng trà này ở nơi đâu? Sáng ngư, sáng ngư liễu hà, đâu mà nơi đâu các cô dâng trà? Ở đâu là nơi đâu các cô dâng trà? Nơi người chỉ ngắn ni gan là tất gan là đức gan gắn tu tâm tích đức ý bắt được vẻ vang sau này. Ô sáng ngô liễu phà vang được vẻ vang sau này. Ô vang nghĩ được vẻ vang. Tội mà cần
ông cho nước tiên tẩy hết bụi chân, thánh cao rồi lại mười phần họ phạm được thánh mười hai các cô
tôn nữ hầu giá đôi bên gió già. Thổ mãn hội đồng lệnh hoàng sai, thổ mãn hội đồng cùng nghênh đón sức hoàng về bảo hà tâu đối việc hoàng. Lộ trình
lộ trình về tới bản đến đây, tay tiền chúc chén rượu đào. Nhất tuần sơ dâng lên kinh mộ các ông đang mời là mời, rước ông hoàng mười sơ a sơ, rước ông mười sơ. Quỳnh nghỉ chúc chén rượu bơi, tuần nào đấng đến kính bầu các o nâng mời là mời, rước quan hoàng mười rơi các cô nâng mời, rước quan hoàng rơi. Tay thì rót chén rượu đào, nhất tuần sơ nhị tuần đã hoàng hiến nơi quan du, tam tuần chúng dâng lên kính mẫu các cô nâng mời là mời, rước ông hoàng mười sơi a sơi, rước ông mười sơi. Tiệc vui ngày hôm nay họ Phạm con đón rước hoàng về, hoàng về giáng đến trần lệ trung tâm
biển. Chợ ra về phụ địa lầu xóm, cũng có phép hoang ngắm ảnh trắng tròn. Khi xem hoa nở lúc chờ, lúc khoảng chờ trắng lên. Sông Lam về đâu ai biết, mấy núi hông biển biệt ai hay. Đền thờ quan hoàng thập thiên thánh, chúng dân Nam Việt xưa nay xuyên ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi qua hoa
Ngài nhất tâm thánh hoàng ba nương bóng hoàng sẽ được bình từ Nghệ An quan hoang giáng lâm nơi này dù đường xa cách trở đâu có bằng gió sương đêm ngày về đây đông nghi sáng nghi bóng thánh quan hoang ngất ngây sau trước gần xa xem ai ai hữu duyên hoàng thượng ông ban cho thánh đồng họ phàm con giàu ngân sáng tiếng đức danh ba miền cửa nhà gia sự bình an Nguyệt cầm cô khéo gầy
ý nhì ta tính tình. Quan ni du quan qua đền phong mục quan ni du quan
bên kia cô tám treo khoan ni du hoan suy tùng kè khoan du hoan nhấp nhổm đàn cá bạc khoan khoan du hoan sắm ba cô thái ngữ khoan ni du hoan đo điều dập dỡ khoan du hoan cùng mặc áo trắng hoa khoan khoan du hoan buồn bế treo ra khoan ni du hoan chơi đền trần quốc khoan ni du hoan cô sang phủ tây hồ khoan lưới du dạo khắp thành đô khoan du hoan bóng chiều chân ngất khoan ni du hoan đã ghé về tây khoan lưới du hoan cô bước lại bên tay khoan khoan du hoan cô quay mũi thuyền dấu khoan khoan du hoan cô về đền sông khoan khoan du hoan không biết bóng khoan du hoan rồi lại trở ra khoan khoan du hoan về cửa xích đăng khoan ni du hoan mày hết quan đề ta khoan đến dầm khoan khoan du hoa đến dầm đến sờ khoan lưới du hoa đến tỉnh xa từ khoan khoan du hoa đại lộ đến ngục khoan du hoa châu đất mâu thoại khoan khoan du hoa châu đề đứng khắp xa khoan ni du hoa cô sang đến rừng khoan ni du hoa đến rừng đến núi khoan du hoa cô về đến đây là khoan du hoa thắng cảnh thắng đến khoan ni du hoa đến khoan khoan du hoa đến bên cô ơi khoan khoan du hoa đến bên cô ơi đến đây cảnh treo bơi giúp cô lên đền khoan lại hò dỗ khoan bốn phương bể lặng sông trong cô thành thơi lâu ngọc vua ban ý ẩn vàng mẫu đương được y nghĩa long sàng dứt nghe điệp mi ý hồi cùng đi thoáng ngát hương làn gió thu mùa thoáng ngát hương làn...
soi chiên riêng nước vàng ngờ lung linh. Cô lấy làm nhà cây sung, cô lấy cô làm nhà cây xanh mặc võng trông già ý nghĩa của đêm. Tiền thánh như chứng minh cho đồng hồ này cô giá về đồng.
cô xuống dương gian vườn đồng cũng xưa hầu mẫu dòng sông. À, à ơi à, 36 nan xương ly quạt tao, 36 nan xương cô cầm mì tới quạt, cô lại thương đi thanh nghi đồng tình tình tang tình tang tình nghi tình tình sơn Ninh Hà có chín mái quan cho gió lộng sơn Hà quạt cho mát về lòng trần tế gia tinh định là tinh tăng sóng nặng nghi bể an quạt trói sóng như lọc nghỉ bể an chẳng sao sang tỏ xua quang đám bay vờ tình tình tang thể tang tang tính nghi tình tình tang cuốn lượn tay tiên khúc rồng mừng cuốn lượn tiên như hàng mờ ca giác trong cung y qua hà tình tình ta tình là tình à ta tình tình ta thank you.
sự lòng cô cuốc đầy với sông thu nước nghe thuận buồm xuôi một dòng xế chiều xế chiều nắng tỏa biết đông xế chiều nắng tỏa biết đông công hồ vọng nguyệt hoa xuân biến cười dục lòng dục lòng cô quốc đầy
xa thấp ba thoáng bóng trăng ngàn mây lấp ló cũng như hằng ngày nhớt nhớ dưới suối khe lững lờ nước chảy ông hổ gầm đi vang dày sớm lâm nhớ xưa có giặc đi ngoài sâm
trời lực lờ trôi. Núi cao dịp núi mây lưng trời lực lờ trôi. Chiến sơn trang công linh hài hòa rào chê khắp nơi. Chim oanh níu nâu rộn ràng hát khúc ca mùa xuân. Nhạc vang đừng chim ngọt líu mưa, từng cánh bay hót từng chào đón. Mừng tu về hôm nay Giang Lâm, đổ cho người đồng nhân nhất tâm, đổ cho người trần gian nhất tâm. Lộc tài có mấy ban ra bước công đi nam tháng ngày, ban cho tiền tột nụ dây, bồng lộc cho lắm về đánh cho càng nhiều, ban cho đồng dài đứng xa nhiều, bồng cho nhiều hơn năm ngoái lắm kia, thánh đồng con thiên sơ cùng thơ, ba mươi bông bột về tư hôm dặm, ba mươi bông bột hôm dặm mới tư. Tiếp lộc của ban tài, ban danh ban diệt những người hữu duyên. Hôm nay loát giá ban đền, điều lệnh điều giữ phát triển nhân gian. Một hương ai tài lộc của ban ý à. Lộc cô như lá trên cây, như đường dây dưới như mây trên trời. Lộc của cô vô số hằng hà, ý nghĩa là lộc tài cô đi ban phá cho thế gian được nhờ. Người trần gian con ông ân cô bé đời đời, nguyện con không dám đơn đi sai, một lòng con đi nhận đi tâm. Màn đêm hôm nay hát ca đón cô về đời vui. Điều sớm chiều càng vang, tay khơi bê bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Đón cô về người tận an cô xuống xuống nơi trần gian, ở đường nhân nghĩa mang ấm no cho mọi người. Đồi núi bao xa nên ngàn cô đi hái bông hoa, hái hoa đem về để đây biết bao nhiêu thành đồng.
đông chờ mong ban khen biết bao thanh đồng chờ cố ban khen. Chân cô đàn bước tới đâu bắt đầu nghiên nghĩ cho đời bình hoa. Cô đẹp như sao bắt đầu đông hòa ý nghĩa là đẹp như sao bắt đầu ngân hà như trăng rằm tháng tám nhưng là sao mai đẹp như tiên đứng tràn hòa ý nghĩa là hai tranh đào bồng bưởi táo sâu bạch lê hồng liễu vải thiều tranh yên một bầu phong nguyệt vô biên lên ngàn hái quả đào điên xanh hoa trái xuống xì ý mơ thank you.
ý nghĩa ơi à. Thánh giá hồi nghi mưa xa che đông thời cầu thịnh mưa xa bầu trời mu sắc kia cộng cả hoa già giữa dòng khai quang thập kỳ diệu cậu về chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng dường kim phụng hoàng thân còn thánh chúa thiên trung vương các năng tận ra ân từ bi lật bất chúng sinh cố nga kim địch lễ khai quang chiêu thiên tôn cậu hòa
rơi. Quỳnh tiên, quỳnh tiên, chuốc kỳ chén khuyên mời. Tuần là nâng lên kinh bốn các cô nâng mời, là mời rước cộng hoàng rơi. Cần rượu thứ ba cậu hoàng, có sắc có tài khắp hết điện đài, đâu chẳng vợ chơi. Sạch sẽ tốt tươi, ai thời sạch sẽ tốt tươi, sửa sang lịch sử đến nơi tức cả ngã thì. Phong cảnh mọi nơi, đài kia mi giá đỏ, cậu dòng chơi phố phường. Hoa nở phi phương miệng cười, hoa nở phi phương khăn hồng cánh cánh. Rõ ràng thực sinh thiên đình.